Bởi vì nói là miền Nam sanh ra thánh nhân thì ông Chạm Trình ông cũng có những cái câu gì Bảo Giang thiên tử xuất bất chiến tự nhiên thành. Bảo Giang là miền Nam, là Giang Sang gấm vóc Bảo Ngọc. Rồi cũng có những câu như đất lành khởi phát Tây Phương, điềm rồng giấy đồ lục là tường vua sinh. Ông Trần là bậc thánh minh, lạc ra hải ngoại ẩn mình nơi đau nơi nao, phá đồng mới chịu ngôi cao. Bây giờ thiên hạ rủ nhau tìm về, cùng nhau bình trị bốn bề, nước Nam lại đổi quốc kỳ Việt Nam. Đó là sấm Chạm Trình đó. Đất lành khởi phát Tây Phương. Rồi nó có câu nữa: thánh đây chẳng khác người phàm, chỉ dòng thánh khí thoát vòng phàm nhân. Hoàng bào áo vải che thân, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ. Kim quang tụ đỉnh viên tròn, dân du khắp chốn độ người thế gian.